Ok, xin chào tất cả anh chị đã quay trở lại với Đầu Tư Tiền Điện Tử. Em là Phong đây. Thì ngày hôm nay, ngày 19 tháng 9 năm 2022, em quay trở lại đây để tiếp tục cùng anh chị cập nhật về thị trường crypto nha anh chị nhé. Và chị thấy được là nỗi sợ hãi ở trong ngày hôm nay nó đạt đến con số là 21. Sau những cái ngày hôm qua vừa rồi thì chúng ta thấy được con số nó khá là cao, nó tận 27 lần. Thì hiện tại thị trường đang tiếp tục cực kỳ sợ hãi bởi vì chúng ta đã có những cái mức giảm khá là đáng kể ở trong buổi sáng ngày hôm nay nha anh chị. Và nếu mà chúng ta nhìn lại chart của Bitcoin một tí đi, chúng ta thấy được là gì? Chúng ta đã có sự từ chối và không có một cái lực đẩy mạnh lên khỏi cái vùng giá mà chúng ta quan tâm và cũng như là đã phân tích ở trong trước đó là khoảng 20.500 đô. Và chúng ta thấy được là nó chạm ngay khoảng 0.618 của Fibonacci thoái lui và rơi, đúng không anh chị? Thì anh chị thấy được đây là một cái mong đợi của chúng ta là chúng ta có một cái cú gọi là break lên và cũng như là có volume đẹp để chúng ta có thể là long, nhưng mà nó không xảy ra thì chúng ta đã không đạt được cái kỳ vọng đối với cái sóng C của chúng ta lên. Thì hiện tại em sẽ phải xóa cái sóng ABC này đi bởi vì nó đã không còn khả dụng đối với thời điểm hiện tại nữa rồi anh chị. Và chị thấy được là trong cái buổi chiều ngày hôm nay, Bitcoin đã chạm đến cái ngưỡng hỗ trợ là 18.469 đô la. Đó là cái khu vực quanh cái khu vực cái đáy trước nha anh chị nha, cái râu của đáy trước, và chúng ta đang dừng tại đây và có một cú hồi lên. Vậy thì ở trong thời gian tới Bitcoin sẽ có những cái chuyển biến ra sao nữa, và trong dài hạn quan trọng nhất là ở trong dài hạn chúng ta có cái góc nhìn như thế nào đối với Bitcoin để chúng ta chuẩn bị tinh thần để đầu tư nó dài hạn hơn và cũng như là sinh tồn đối với cái thị trường crypto đầy rủi ro và đầy những cái biến động như thế này nha anh chị ạ. Thì trước khi đi đến với cái nội dung chính đó thì em xin phép anh chị một vài phút thôi ha, để em giới thiệu đến anh chị một cái tính năng đó là copy trade ở trên sàn Gaia.io. Và anh chị thấy được là copy trade gần đây dường như là một cái xu hướng mới dành cho những nhà đầu tư, những cái trader không có nhiều thời gian bận bịu những công việc ngoài kia mà không có thời gian để trade. Nhìn vào chart suốt ngày thì nó cũng rất là mệt mỏi đúng không anh chị? Thì anh chị cũng có thể tìm kiếm những nhà giao dịch hợp với cái gu khẩu vị của mình, thì mình có thể là copy trade và cũng như là xin lợi nhuận cùng những cái chuyên gia được Gale mời về đây để mà trade cùng anh chị nha anh chị nha. Đó thì anh chị thấy được là đối với những cái trader ở đây chúng ta có rất là nhiều danh sách, thì anh chị có thể lựa ra những cái trader nào mà nó có cái mức ROI ổn nè, cái phương pháp đánh của họ ổn. Chúng ta nhìn vào những cái lệnh đó anh chị, thì ví dụ như ở đây anh chị thấy được là chúng ta có một anh chàng là trai Andy, ví dụ như vậy ha. Anh chị vào đây chị sẽ nhìn được chúng ta có cái gì. Chúng ta sẽ có những cái chỉ số liên quan đến giao dịch nè, rồi lợi nhuận nè, rồi tài sản nè, và cũng như là những cái người sao chép nè. Đó, chúng ta thấy được ở đây có 303 người sao chép ha. Và cái mức tăng trưởng ổn định của anh ta cũng khá là tốt đó anh chị. Thì anh chị có thể thấy ha. Và ngoài ra thì anh chị có thể là xem qua cái phần là lợi nhuận người sao chép để anh chị xem là những cái người đang copy trade đối với cái chuyên gia này thì nó như thế nào. Thì anh chị thấy được là lợi nhuận về tổng tổng lợi nhuận ha, khi mà người ta copy trade của anh này thì nó cũng đang rất là tốt. Thì đây là cái ví dụ thôi chứ không phải là em kêu anh chị copy cái anh chàng này nha anh chị nha. Cho nên là anh chị hãy lựa ra cái người nào hợp cái khẩu vị của mình. Ví dụ như anh chị thích mạo hiểm một tí, đòn bẩy lớn một tí, thì anh chị kiếm những trader, những cái chuyên gia có đòn bẩy lớn. Còn anh chị nào mà thích những cái đòn bẩy nó vừa phải, đánh về dài hạn á, lợi nhuận ở trong dài hạn là quan trọng á, thì anh chị cũng có thể là kiếm những cái trader, những cái chuyên gia ở trên này để anh chị có thể là copy trade và cũng như là tiết kiệm thời gian và cũng như là công sức khi chúng ta kiếm lợi nhuận từ việc là đánh future nha anh chị nhé. Và để mà anh chị có thể copy trade được thì anh chị đừng quên đăng ký tài khoản, và nếu như anh chị chưa đăng ký tài khoản thì có thể là ủng hộ team bằng cách là đăng ký dưới cái đường dẫn em để ở dưới phần mô tả video này anh chị nhé, để ủng hộ team và ly cà phê và tách trà thôi. Rồi thì bây giờ chúng ta hãy quay trở lại với nội dung chính video ngày hôm nay. Chúng ta hãy nhìn vào ngắn hạn trước đi anh chị ạ. Chúng ta đã từ chối ở 0.618 như lúc nãy em nói với anh chị, và lực bán nó đẩy khá là nhanh và khá là mạnh ở trong buổi tối ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay. Thì chúng ta thấy được là sâu nhất là 18.100 đô khoảng đó anh chị ha. Và cái điều gì xảy ra ở đây, tại sao nó không có một lực bơm như chúng ta kỳ vọng? Thì chúng ta hãy nhìn về một tí ở cái volume thời điểm hiện tại rất là quan trọng nha anh chị. Anh chị hãy xem volume, và trong cái cuối tuần vừa qua đến đầu tuần là hiện tại là thứ hai, khi thị trường mở cửa trở lại, chúng ta thấy được là gì? Chúng ta thấy được là volume nó không có chuyển biến, nó không có chuyển biến từ cái cú xả từ vùng 22.600 rơi mạnh xuống. Chúng ta thấy đây là cái volume cực kỳ mạnh, và chúng ta thấy được là chúng ta sideways đúng không ạ? Chúng ta đi xuống, chúng ta sideways đến từ cái vùng là khoảng 20.100 cho đến là 19.500 hôm bữa chúng ta phân tích, thì chúng ta thấy có sự sideways ở đây đúng không ạ? Chúng ta có sự sideways, nhưng mà volume đẩy ở trong cái lần gần nhất này anh chị thấy nè, cái volume đẩy lên này nè, đó nó rất là thấp luôn, nó cực kỳ thấp, cho thấy chúng ta không đủ lực để mà hoàn thành tiếp cái sóng ABC mà chúng ta đã phân tích kỳ trước nha anh chị nha. Cho nên là thời điểm hiện tại chúng ta cần phải có một cái góc nhìn mới nữa
có một cái góc nhìn mới nữa. Chúng ta sẽ cần phải thấy được là Bitcoin sẽ rơi vào trong thời gian tới. Và cái điều này đó, thì em cũng đã vẽ ra cái kế hoạch dài hạn cho anh chị khá là lâu rồi, em sẽ đưa về đến ngày nha cho dễ nhìn. Đây là cái trang ở trên Bitstamp và em cũng đã đưa cái kế hoạch này khá là lâu, khá là dài rồi. Và ngày hôm nay thì em cũng sẽ phân tích lại cho anh chị thấy được là liệu là cái điểm rơi của chúng ta nó có thể là kéo dài tới đâu, và chúng ta thấy được là chúng ta đang nằm ở trong một cái sóng 1, 2, 3, 4, 5, một cái sóng nhỏ trong cái sóng lớn, LS 5 sóng anh chị ha. Thì chúng ta từ cái vùng giá làm sóng 9.000 thì đến thời điểm hiện tại chúng ta đang là 1, 2, 3, 4 và đang trong chu kỳ đi vào sóng 5. Thì ở trong cái sóng 5 này chúng ta có 5 cái sóng LS nhỏ nữa ha, 5 cái sóng giảm LS nhỏ nữa. Thì anh chị thấy được là gì? Sóng 1 của chúng ta sau khi hoàn thành thì chúng ta đã có sóng 2 đúng không ạ? Đó, chúng ta đã có sóng 2 rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào sóng thứ 3 nha anh chị nha. Và sóng thứ 3 này dừng lại ở đâu thì anh chị có thể là sử dụng qua cái công cụ là Fibonacci mở rộng. Thì anh chị có thể là kéo từ cái vùng đỉnh này xuống cái đáy gần nhất lên tới cái khu vực là cái đỉnh sóng 2 của chúng ta để về auto một tí đi để cho nó bớt giảm đi cái độ chênh lệch. Anh chị thấy được là chúng ta đang nằm ở khu vực là 0.618, và nếu như cái sóng 3 là cái sóng dài nhất ha, nếu như cái sóng 3 là cái sóng dài nhất thì hoàn toàn chúng ta có thể thấy được là Bitcoin thậm chí có thể là đi sâu hơn nữa là tận cái vùng là 12.000 đô, nếu như mà đúng nha chị nha. Nếu như mà cái lực bán nó mạnh đến như vậy á thì cái vùng đầu tiên là 1.618 của Fibonacci mở rộng, và đó sẽ là cái vùng rất là quan trọng, bởi vì anh chị sẽ thấy được là rất là nhiều trader ngoài kia hay là holder ngoài kia rung lắc sợ hãi và bán tháo. Đó là cái điều mà em muốn chỉ ra cho anh chị thấy ở thời điểm hiện tại đối với vùng giá này. Còn nếu cái trường hợp đẹp hơn, nếu trường hợp đẹp hơn chúng ta không chạm đến cái ngưỡng 1.618 mà chúng ta chỉ dừng chân ở sóng 3 này ở quanh khu vực là khoảng ở quanh khu vực là 11.15.900, và cái sóng 5 sẽ kết thúc ngắn hơn ha. Sóng 5 sẽ kết thúc ngắn hơn thì đây cũng sẽ là một cái tín hiệu tốt. Và em vẫn đang nghĩ rằng khả năng rất cao nếu thời gian tới Fed tăng lãi suất quá đột biến và cũng như là thị trường có nhiều cái tin xấu hơn nữa. Ví dụ như hôm nay đi, chúng ta nghe được thêm cái tin về Ethereum đó, nó bị hack 3,3 triệu đô, nó ảnh hưởng thị trường crypto cũng khá là nhiều đó anh chị. Nó bị hack 3,3 triệu đô ha, đó, từ một cái lỗ hổng. Thì chúng ta phải dựa theo tin tức và cũng như là những cái sự kiện, những cái phút mà mấy cái maker nó làm ra nữa. Cho nên là cái kịch bản xấu nhất hiện tại đối với em á là có thể chúng ta có thể là đi sâu hơn 12.000 đô ha anh chị ha, là kịch bản xấu nhất. Còn kịch bản đẹp là chúng ta đi cái sóng 3 nó rơi tầm khoảng là 15.600 đó, 15.600, và chúng ta chỉ sâu hơn thêm đó khoảng 15-14.000 thôi. Còn đối với em á, về mặt kinh tế vĩ mô chúng ta không có bất cứ một cái tín hiệu nào gọi là đẹp về cái phần tăng lãi suất của Mỹ Fed á, thì chúng ta chưa biết được là nó sẽ tăng nhiều hay là tăng ít, nhưng mà chắc chắn là trong tháng này chúng ta sẽ thấy được cái tin tức về tăng lãi suất đó. Và cái mức mà từ 0.5 cho đến là 0.75 là cái mức cực kỳ ảnh hưởng đến thị trường tài chính luôn, và đây sẽ là một cái điều mà anh chị nên cân nhắc ở trong thời gian tới, và chúng ta nên hold khi Bitcoin lúc nào mà nó dưới 17.000, và chúng ta phải chia vốn làm sao đến 10.000 chúng ta vẫn phải còn tiền nha anh chị, hoặc là xấu nhất là đến 8.000 chúng ta vẫn phải còn tiền đó. Thì đó là cái thời điểm mà chúng ta có thể là hold dài hạn được, và chúng ta có thể là chờ đến một cái chu kỳ mới, một cái sóng hồi mới, hoặc là chúng ta sẽ chờ đến sau halving thì nó sẽ có một cái sự uptrend mạnh mẽ. Thì ở dài hạn thì luôn luôn là tăng, em chắc chắn với anh chị ở dài hạn luôn luôn tăng. Chúng ta ảnh hưởng từ trước đến giờ đối với Bitcoin là nào, là Covid chúng ta có một cú sập này, rồi chúng ta lại có những cái liên quan đến China nó cấm đào Bitcoin chúng ta cũng sập này đó, rồi chúng ta lại liên quan đến bây giờ là cái liên quan đến tin tức về lãi suất, về tài chính ở trên thế giới và kinh tế trên thế giới. Nó thấy được là rất là nhiều tin tức nó ảnh hưởng thị trường, bởi vì sao? Bởi vì nó đã tăng quá nhiều rồi. Và cái câu chuyện tăng quá nhiều và giảm á, nó xảy ra ở đâu để em chứng minh cho chị thấy là chúng ta đã đúng hay sai anh chị ha? Thì đó là Ethereum. Anh chị hãy nhìn lại một lần nữa trong suốt cái quá trình vừa qua, nếu anh chị theo dõi video của em, từ cái vùng giá mà nó loanh quanh đây nè, nó loanh quanh ở đây nè, là em đã kêu anh chị là hãy chốt lời nếu như anh chị đang cầm ETH, đang hold ETH, hoặc là anh chị đang long ETH từ những cái vùng giá dưới này hoặc là những cái vùng giá trên này, thì anh chị nên chốt lời đi. Và đến thời điểm hiện tại thì cái mục tiêu mà ở trong những kỳ trước chúng ta nhắc đến là vùng 1.200 đô, thì sáng ngày hôm nay nó chạm ngay chóc luôn anh chị, ngay chóc 1.279 đô la đó. Và thời gian tới thì Ethereum chắc chắn là vẫn còn sẽ rơi tiếp, bởi vì sao? Đầu tiên là thợ đào nó sẽ chắc chắn là có thợ đào nó sẽ trong này chứ không phải là không anh chị ha.
Thứ hai á, là nhà đầu tư lo sợ sợ hãi rằng là ví dụ như người ta mua ở trên này, người ta đu đỉnh, người ta thấy rớt như thế này, người ta bán hết, bán hết đây, mua ở đây bán hết đó. Hoặc là một vấn đề nữa, đó là cái cấu trúc ở trong cái cuộc chơi của Ethereum nó đã thay đổi rồi, nó không phải là mining nữa mà nó là group of stake. Và anh chị biết được là gì, group of stake có nghĩa là nó dùng tiền để nó kiếm tiền, và những cái con cá nào mà nó đang nắm nhiều Ethereum nhất thì nó sẽ dùng tiền của nó để mà nó đánh cái trận này đối với Ethereum anh chị ha. Đó, cho nên anh chị thấy được là staking chưa hẳn là tốt. Staking là đang biến từ một cuộc chơi cạnh tranh công bằng ha, từ một cuộc chơi cạnh tranh công bằng bằng máy đào chuyển sang một cuộc chơi phân chia về giàu nghèo. Thì ai mà nắm nhiều Ethereum thì anh chị thấy được là có thể là điều khiển cả những cái con số mà anh chị đang nhìn trên màn hình này. Đó. Họ có tiền thì họ sẽ có quyền lực ở trong thị trường này anh chị. Thị trường tài chính mà chúng ta không thể nào mà không nhắc đến những cái con cá mập được. Và cái điều quan trọng hơn nữa là Ethereum nó sẽ rơi tới đâu? Rơi tới đâu anh chị? Đó, thì chúng ta thấy được là gì? Chúng ta đã tăng X2 rồi thì ít nhất nó phải giảm sâu hơn X2 nha anh chị nha. Thì những cái vùng hỗ trợ ở đây thì em đã thông báo với anh chị rồi. Đó là trong cái đánh giá kỳ trước chúng ta có những cái vùng hỗ trợ này. Đó thì chúng ta cần phải quan sát trước ha. Đó thì trong cái thời gian tới sau khi mà nó chạm đến hết những cái gọi là vùng hỗ trợ này thì chúng ta mới bàn tiếp là nó sẽ rơi về đâu. Có người bây giờ là kêu rơi về 600, 500, 400, 300, 200. Chúng ta chưa biết cái vấn đề đó nó sẽ rơi về đâu. Nhưng mà về cơ bản chúng ta thấy được là chúng ta đã chạm vào cái mục tiêu đầu tiên là 1.200 đô. Chúng ta đang có sự hồi lên khi mà Bitcoin cũng đang có những cái tiến triển hồi lên. Nhưng mà thực tế ra là trong ngắn hạn, cái việc hồi ở trong ngắn hạn ở thời điểm này em thấy là sẽ là những cú hồi rất là nhỏ thôi. Hãy quay trở lại với Bitcoin một tí. Hãy quay trở lại Bitcoin anh chị ha. Ở trong ngắn hạn thì anh chị thấy được là đến thời điểm hiện tại nếu mà nhìn từ 4 giờ, 3 giờ, 2 giờ, 1 giờ anh chị có thể là xem lại hết. Chúng ta thấy được là volume cực kỳ bé. Volume cực kỳ bé luôn. Và em vẫn rất là mong muốn một con cá mập, một cá voi, một con cá gì đấy nó vào đây, nó mua khoảng mấy trăm ngàn Bitcoin, nó bơm một cây thế này. Ok, em phân tích sai. Em chấp nhận là em phân tích sai luôn. Em xin lỗi mọi người luôn. Nhưng mà được như vậy thì em lại giàu. Em nói thiệt á, ở đây ai cũng muốn bơm cả, nhưng mà chúng ta phải nhìn vào hoàn cảnh là hoàn cảnh thực tế. Đúng ạ, chúng ta phải nhìn vào hoàn cảnh thực tế là chúng ta vẫn có thể là rơi tiếp anh chị ha. Và trong ngắn hạn nếu như nó không vượt ra khỏi 20.200 và bùng lên với volume tốt thì chúng ta sẽ không thấy cái sự tăng trưởng tiếp đâu anh chị, mà chúng ta phải chấp nhận là nếu trường hợp ví dụ như ở đây chúng ta có khu vực kháng cự đầu tiên daily close 19.032 đô, vùng thứ hai 19.554 đô, thì nếu như mà nó rơi anh chị nhìn nhá, nếu như mà nó tăng lên và nó không thể phá ra khỏi khu vực này, không thể phá ra khỏi khu vực này thì chúng ta tiếp tục là cấu trúc gì ạ? Cấu trúc giảm ha. Chúng ta tạo ra cái đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước thì đây là cái điều cơ bản rồi, ai cũng biết cả. Thì chúng ta sẽ tiếp tục là đi vào một cái sóng giảm. Đó, và mặt cơ bản là volume không có thì chúng ta chưa thể nào gọi là quyết định được là nó có tăng hay không. Nhưng mà thực tế là ABC của chúng ta đã hư rồi. Và chúng ta thấy được volume á, thì nó cũng bắt đầu là tăng dần lên với lực bán ở trong đầu tuần. Thì có thể là trong tuần này thì nó có thể là hồi lên tí, nhưng mà tuần sau khi mà tin tức ra là chắc chắn là sẽ rơi. Em khẳng định với anh chị, nếu mà tin tức về lãi suất mà nó tăng là chắc chắn sẽ rơi, và rơi cú này là cú mà tạo ra cái sóng ba rất là dài như hồi nãy chúng ta phân tích anh chị ha. Cú này sẽ là một cú rơi nếu như mà tin tức lãi suất nó xấu cực kỳ đi, thì chúng ta sẽ thấy được Bitcoin rơi cực kỳ nhanh, volume cực kỳ lớn, và sẽ có rất là nhiều người thôi nghỉ không chơi nữa. Chúng tôi dừng ở đây, rất là nhiều người sẽ gặp những cái tình trạng như vậy. Đó, và cái sóng 3 thì anh chị có thể là xem lại ở quá khứ, sóng 3 luôn là cái sóng lớn nhất, kể cả là từ vùng 69.000 đô thì chúng ta thấy được cái sóng 3 nó cực kỳ dài đó anh chị, nó rơi cực kỳ nhanh luôn anh chị có thể thấy. Đây là một cái ví dụ điển hình cho sóng 3. Thì sau khi mà nó hoàn thành xong những cái sóng Elliott thì chúng ta vẫn có thể là kỳ vọng ở trong cuối hoặc là trễ nhất là đầu và giữa năm sau ha. Đầu là có nghĩa là sau Tết đó anh chị, sau Tết tí thì như mọi năm thì chúng ta vẫn có thể là thêm một sóng hồi, bởi vì chúng ta đã giảm quá nhiều rồi. Thì đến lúc nào đó thì nhà cái nó vẫn phải chơi lại, và anh chị nên nhớ một cái điều là gì? Nhà cái nó muốn gì nhất từ người chơi? Anh chị hãy nhớ câu nói đó của em. Nhà cái nó muốn gì nhất từ người chơi? Dĩ nhiên là nó muốn anh chị
thua để nó có tiền là cái điều đầu tiên và quan trọng. Nhưng mà cái điều đặc biệt quan trọng và không thể thiếu đó là gì? Nó muốn anh chị quay trở lại, anh chị mang tiền anh chị chơi trở lại, nó cho anh chị thắng một hai lần, nó cho anh chị thắng ba bốn lần, mua đáy bán đỉnh vài lần, ok anh chị có lợi nhuận. Nhưng mà đến lần thứ tư, khi mà anh chị chỉ cần lơ là một tí thôi thì anh chị có thể là mất tiền. Đó là cái nhà cái nó muốn anh chị đó. Và nhà tạo lập thị trường crypto cũng là như vậy, nó giống như một cái sòng bài và anh chị thôi đó, thị trường tài chính mà cũng xài tiền ra để chơi, và bài bạc thì ngoài kia nó cũng xài tiền ra để chơi. Và ở đây ấy, em không có khuyến khích anh chị đánh bài đánh bạc nha. Em đang chỉ nói là ví dụ ra thôi để anh chị thấy được là cái thị trường tài chính này nó y chang như vậy. Bởi vậy cho nên là thời gian tới trong cuối hoặc là đầu năm sau, chúng ta có thể là kỳ vọng sau khi Bitcoin giảm xong với một cái mức giảm cực kỳ sâu, người ta sợ hãi, người ta bán tháo, thị trường không còn một ai thèm quan tâm đến mua bán nữa, thì thời điểm đó là thời điểm vàng để nó hồi và nó kéo thêm cái lượng tiền mới, user mới, những người chơi mới không có kiến thức bước vào thị trường này và cúng tiền cho nó. Đó cái điều hiển nhiên. Cho nên là thời điểm này thật sự là một thời điểm cực kỳ tốt để anh chị trang bị những hành trang cho mình, như là kiến thức này, như là kinh nghiệm này. Thời điểm downtrend là thời điểm sinh ra kinh nghiệm nhiều nhất dành cho những anh chị trader hoặc là holder, là thời điểm mà dành cho anh chị nhiều kinh nghiệm, nhiều trải nghiệm nhất luôn, em nói thiệt đó. Và khi mà anh chị thấm hết một cái đợt downtrend như thế này, đến mùa sau anh chị sẽ cảm thấy cái bức tranh này nó bình thường, có thể là mày rớt 20-30%, 50%, 90% không quan tâm. Nhưng mà khi mà anh chị đã có kiến thức, có trải nghiệm và có kinh nghiệm rồi thì mấy cái này thì nó sẽ không làm chị sợ. Giống như bản thân em đi, đến thời điểm hiện tại sau khi mà em chốt lời ở 48.000 đô, đến thời điểm hiện tại em cũng không có sợ hãi gì cả, em vẫn đang đợi những cái mức giá sâu hơn. Vì giá càng sâu thì em càng vui, vì em có những mức giá để em gom hàng. Đó là cái mong muốn của em. Thì đó là về Bitcoin và Ethereum. Thì trước khi đi đến với cái nội dung tiếp theo á, thì anh chị nên cân nhắc á, là khi mà anh chị xem bất cứ video truyền thông này của tụi em ở trên YouTube, ở Telegram hay bất cứ nội dung gì, thì anh chị không được xem là lời khuyên đầu tư nha anh chị nha. Tụi em cũng như anh chị thôi, tụi em chỉ có cái là tụi em vào thị trường này có thể là sớm hơn anh chị. Cho nên tụi em có thể là diễn giải ra để anh chị cùng có những góc nhìn khác nhau và anh chị tham khảo. Còn khi mà anh chị đã xuống tiền, anh chị mua bán thì đó là cái quyết định và cũng như là cái tiền của anh chị. Cho nên là anh chị hãy cẩn thận cân nhắc và đừng xem những cái nội dung của tụi em là lời khuyên đầu tư nha anh chị nhé. Đó, thì bây giờ chúng ta hãy đi đến cái nội dung tiếp theo, là chúng ta hãy nói về US100 một tí. US100 thì ngày hôm trước thì chúng ta có nói được cái vấn đề liên quan đó là quét thanh lý, và chúng ta đã quét thanh lý rồi anh chị ạ. Để anh chị có thể nhìn nhỏ rõ hơn thì em sẽ che cái volume đi ha. Anh chị thấy được là chúng ta đã quét thanh lý ở khu vực là 11.900 điểm. Chúng ta đập sâu hơn nữa rồi anh chị. Ở trong những ngày vừa qua chúng ta đập sâu hơn. Và đến ngày thứ hai chúng ta thấy là lại đỏ lửa. Đến cả US100 của Mỹ nó còn rơi như thế này thì crypto nó không thể nào nó ngóc đầu lên. Và lý do tại sao thằng này nó rơi, lý do tại sao thằng này nó rơi, và nó cũng tương tự như là Bitcoin thôi anh chị. Nó cũng từ chối khu vực là 12.001 đó, anh chị có thể thấy khung này nhá, nó từ chối khung 12.001. Ngày hôm trước thì em có phân tích ở khúc này này, thì nó cái nến nó mới tới đây thôi. Em kêu là nếu như mà nó từ chối khu vực này, nó không hồi lên, nó rơi tiếp, nó quét thanh lý thì nó quét thật anh chị, nó quét thật luôn, ở trong ngày nó quét thật. Và bây giờ nó đang tiếp tục là chạm đến cái cạnh trên line này, cái cạnh trên line này được bật chạm hơi bị nhiều rồi đó anh chị ạ. Đây cái cạnh cạnh trên line của kênh song song anh chị ha, nó chạm hơi bị nhiều rồi đấy. Thì có thể là thời gian tới nó phải phá thôi. Nó đục một lần không được, đục lần hai không được, lần ba không được, thì lần tiếp theo nó sẽ được. Lần tiếp theo nó sẽ được khi mà Fed đưa ra công bố về lãi suất anh chị ha. Đó thì lý do tại sao nữa mà nó rớt thì hãy xem qua sức mạnh của đồng đô la. Và chúng ta thấy được là gì? Trong ngày hôm nay thì DXY nó cũng đã tăng. Nó cũng đang tăng lại rồi nha anh chị nha. Bởi vì trước đó nó có một cái cây nến bullish, một cây nến khá là dày, và chúng ta thấy được là cái lực tăng đối với DXY nó vẫn còn. Và cái vùng chúng ta hãy phân tích, ngày hôm nay chúng ta hãy phân tích kỹ một tí đối với lại DXY ha. Ok, chúng ta hãy phân tích kỹ lại đối với DXY một tí. Khi mà nó đã phá vỡ ra khu vực kháng cự là 100 ha, 100 ở trước đó nó phá lên mà nó tăng, thì cái vấn đề mà nó chạm tới cái ngưỡng ở trong quá khứ của nó đầu tiên á, là 120 thì nó sẽ sớm xảy ra thôi, nó sẽ sớm xảy ra thôi anh chị. Thời điểm này là thời điểm khoảng năm 2000, năm 2001 ha. Đó thì thời điểm tới
Nếu như mà cái tình trạng mà muốn giảm về lạm phát bằng cách là tăng lãi suất của Mỹ nó tiếp tục diễn ra thì cái vấn đề mà nó chạm được cái mốc 120 này sẽ sớm thôi anh chị. Và Bitcoin đó, Bitcoin là chứng khoán đều rơi nếu như mà để sự nó tăng thôi. Đó, cái vấn đề nó đang nằm ở đó anh chị ha. Và chúng ta có thể là nhìn ra bức tranh dài hạn hơn ở trong video ngày hôm nay rồi anh chị. Anh chị hãy nhìn lại ha, anh chị hãy nhìn lại và anh chị nên cân nhắc thật là kỹ thời gian nào chúng ta nên购 hàng, và em cũng đã kể ra cái bức tranh dài hạn để anh chị có thể cân nhắc tham khảo để có thể là gom hàng ở những vùng giá nó đẹp nhất trong thời gian tới anh chị ha. Có nghĩa là em vẽ ra đây không phải là nó xuống ngay đâu, nó cần thời gian hơn, nhưng mà trước mắt là chúng ta thấy được cái khả năng rất cao về cái sóng 3 này chúng ta rơi nó sẽ rất là mạnh. Cho nên là thời gian tới cái vùng đầu tiên 16.000 đô, vùng thứ hai 11.800 đô sẽ là hai vùng ở trong dài hạn chúng ta cần quan tâm. Và nếu như chúng ta có vốn ở thời điểm hiện tại, chúng ta có thể là phân bổ vốn ở trong thời gian đó thì tùy cái quyết định của anh chị thôi. Thì ngày hôm nay á, video em sẽ dừng tại đây và em sẽ cố gắng cập nhật liên tục hơn ở trong những ngày tới, bởi vì những thời gian vừa qua em khá là bận. Em đi đây đi đó suốt nên là em chưa có thời gian để em cập nhật liên tục cho anh chị. Thì anh chị thấy được là chúng ta vẫn đang nằm trong một bức tranh giảm dài hạn tổng thể. Thì cảm ơn tất cả anh chị đã xem đến hết video này, và nếu như anh chị thấy video này mang lại cho anh chị những cái điều bổ ích, những cái thông tin để chị có thể tham khảo và cũng như là nó có cái sự quyết đoán tốt hơn và trong cái vấn đề mà chúng ta trade, chúng ta đầu tư dài hạn, thì anh chị đừng quên để lại một nút like và nút đăng ký để ủng hộ team phát triển trong thời gian tới anh chị nhé. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị trong những video lần sau.